đi thăm sở thú. Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi thường thích đi thăm sở thú. Gia đình của tôi sống rất xa sở thú, vì vậy chúng tôi thường xuyên không đi đến. Chúng tôi không thường xuyên đi đến đây. Nhưng khi chúng tôi đến sở thú, bất kỳ khi nào chúng tôi đến sở thú, chúng tôi đều có một khoảng thời gian vui vẻ nhất. Những con vật rất là lớn, tất nhiên những con voi có ngoại hình to. Những con voi rất lớn và chúng có ngoại hình bất thường, với đôi tai to và chiếc vòi và với chiếc vòi dài và chiếc ngà. Những con hươu cao cổ rất là cao với những cái cổ dài có thể vươn lên tận tầng cây. Những loài vật yêu thích của tôi là những chú mèo lớn, những con sư tử trông rất mạnh mẽ với bộ răng to và những móng vuốt. Những chú mèo đó rất to và khỏe với những vằn đen và vàng. Nhưng những con gấu khỏe khỏe hơn những chú mèo này. Những con gấu trắng với bộ lông trắng thường thích bơi trong nước. Những con gấu xám với bộ lông màu xám lại thích đi loanh quanh trên mặt đất. Những loài vật ở Úc thường rất khác thường. Những con kangaroo với đôi chân dài có thể nhảy một quãng xa trên mặt đất. Những con kangaroo của bé có thể đi vào trong túi của mẹ nó. Những loài vật ở Úc khác như là gấu koala bò chậm rãi trên mặt đất và ăn những chiếc lá cây. Những loài khỉ và vượn có vẻ rất thú vị. Chúng gợi cho tôi nhớ về loài người. Những con khỉ rất nhỏ. Chúng thường sử dụng cánh tay của chúng, bàn chân và đi qua để trèo qua những cái cây. Những con vượn trông có vẻ rất lớn. Những con Godzilla là loài lớn nhất. Thỉnh thoảng một con Godzilla lớn có thể đứng lên và vỗ vào ngực của nó. Để nhìn tất cả các loài vật ở trong sở thú thì mất một thời gian khá lâu. Khi kết thúc chuyến đi, tôi thấy rất là mệt vì phải đi vòng quanh, nhưng tôi rất vui vẻ khi được nhìn thấy những con vật thú vị từ những nơi trên thế giới.